Linh Dương Nayala thực sự không ổn. Nó đang bị hai con chó hoang dồn đuổi xuống nước. Trong cuộc chạy trốn trên bờ, nó đã bị vất kiệt sức lực. Nó cố gắng dùng sừng kháng cự lại hai kẻ đi săn. Phần thân sau sẽ nhờ nước sông bảo vệ giúp. Nhưng điều tồi tệ cứ liên tiếp ập đến. Khu vực nó đang lánh nạn là lãnh thổ của 12 con hà mã. Hung thần hà mã, kẻ bảo vệ lãnh thổ khét tiếng, đã tới. Nó lập tức tấn công lên giường. Kẻ gặp nạn chống trả cùng lúc hai đối thủ. Mạng sống của nó phụ thuộc hết vào cặp sừng. Cái đầu quơ liên tục, nó thật kiên cường. Chó hoang là một thú săn mồi rất hung tợn. Chính những con hà mã làm cho chúng sợ, nên chúng không dám lao mình xuống nước để bắt con mồi. Suy cho cùng, Linh Dương ở gần hà mã cũng là cái hên. Ít ra, nó vẫn còn cơ hội sống. Đặc biệt, nó dần hồi phục sức lực vì không cần bỏ chạy. Nhưng, tình thế này không thể kéo dài. Nó tiến không được, lùi không xong. Nó tìm cách lên bờ. Linh Dương cố giữ khoảng cách an toàn với hà mã và chống trả kịch liệt chó hoang. Linh Dương rất khôn, nhưng bầy chó hoang lại khôn hơn. Kẻ đi săn ma mãnh dằn trận, bao vây mọi lối thoát của con mồi. Không có khe hở để Linh Dương lao lên tẩu thoát. Chỉ cần Linh Dương muốn lên bờ là chúng nạp tới rất nhanh. Cú cắn của loài chó hoang mạnh khủng khiếp, xếp trên cả sư tử lẫn linh cẩu. Chừng nãy con chó sẽ phanh thay con Linh Dương này trong vòng vài giây. Đây là lý do mà Linh Dương không dám lên bờ. Tuy Linh Dương vẫn còn sống, nhưng nó đang ở ngõ cụt. Nếu có chết thì nó phải chết cho oanh liệt. No. Cuối cùng, nó lại thua trước một kẻ cơ hội. Những nỗ lực của nó không hề vô nghĩa, thể hiện mạng sống là thứ quý giá nhất trên đời. Chiến đấu vì sự tồn tại của bản thân thật đáng để trân trọng.